Audio Hà Nội TV rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn. Đối với các dạng đường truyền âm thanh, Ethernet được xem là giao thức khá hiệu quả với nhiều ưu điểm so với nhiều phương tiện truyền tải tín hiệu khác hiện có trên thị trường. Dây cáp mạng Ethernet được đánh giá khá cao với khả năng truyền bit hoàn hảo, tốc độ nhanh chóng, thời gian trễ thấp, đáp ứng được nhiều khoảng cách và độ nhiễu thấp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Vodka và Diamond, hai sản phẩm cao cấp nhất của hãng, mang trong mình những công nghệ tiên tiến do AudioQuest tìm hiểu và nghiên cứu trong suốt 40 năm qua. Chắc chắn Vodka và Diamond sẽ khiến những người nghe nhạc không phải thất vọng khi đầu tư những khoản tiền không hề nhỏ vào những sản phẩm này. Xin chào các bạn! Trên thị trường phụ kiện âm thanh hiện nay, AudioQuest là một trong số những thương hiệu âm thanh sở hữu nhiều dòng sản phẩm nhất. Hãng không chỉ sản xuất các mẫu dây loa, dây tín hiệu âm thanh, mà còn các mẫu sản phẩm khác như dây USB, bộ giải mã hay lọc nguồn. Cùng với sự phát triển của các dòng sản phẩm nói trên, dòng dây tín hiệu mạng của AudioQuest cũng nhận được sự quan tâm chú ý từ phía người dùng. Chất liệu làm sợi dẫn là yếu tố đầu tiên đánh dấu sự khác nhau giữa hai sản phẩm này. Được phủ đến 10% bạc bên ngoài lõi dây đồng rắn, mẫu dây tín hiệu mạng AudioQuest Vodka có tốc độ truyền tải tín hiệu vượt bậc so với các mẫu trước đó. Cấu trúc đồng trục cũng giúp loại bỏ méo xuyên sợi và giảm nhiễu hiệu quả cho toàn bộ hệ thống dây dẫn. Dây tín hiệu mạng AudioQuest Vodka được xem là mẫu dây cáp Internet chất lượng cao với mức chi phí vừa phải, có thể phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng. Trong khi đó, Diamond sở hữu phần lõi dây dẫn rắn bằng bạc PSS 100%, có độ tinh khiết cao cùng độ mịn màng ấn tượng. Với bề mặt có độ tinh khiết hoàn hảo, bạc đã giúp giảm thiểu hoàn toàn các biến dạng thường thấy ở những mẫu dây kim loại bất kỳ và cải thiện hiệu quả truyền tải đáng kể so với lõi dây OFHC, OCC hay 8N cùng nhiều loại khác. Các dây Vodka và Diamond còn được trang bị công nghệ triệt tiêu như ồn NDS, có thể giảm thiểu đáng kể hiện tượng méo tín hiệu do sóng radio gây ra. Nguyên nhân là vì dây cáp đã được bọc lớp bảo vệ có khả năng tối giản tác động của nhiễu sóng radio ngay trước khi loại nhiễu này được truyền xuống mặt đất. Lớp bảo vệ này thực chất là sự kết hợp của khá nhiều lớp kim loại và vật liệu tổng hợp chứa carbon. Đối với dây Diamond, vật liệu tổng hợp chứa carbon có thể biến nhiễu sóng radio thành nhiệt năng, một cách rất hiệu quả để tiêu hao năng lượng. Còn lớp vỏ kim loại ở dây Vodka đóng vai trò là tác nhân triệt tiêu và giảm thiểu các đợt nhiễu sóng radio tiếp theo. Các audiophile nhiều kinh nghiệm đều biết rằng chất kích điện là một phần không thể thiếu của bất cứ loại dây cáp nào, vì dây âm phải cách ly với dây dương để tránh tạo thành các mạch điện từ đó gây ra méo tiếng. Tuy nhiên, chất kích điện vẫn có khả năng phản ứng với dây dẫn khi có dòng điện đi qua, tác động xấu đến chất lượng tín hiệu, đặc biệt là các dây interconnect audio, dây audio kỹ thuật số hay dây video analog. Chất kích điện hấp thụ năng lượng từ dây dẫn, sau đó trả lại năng lượng ấy về dây dẫn, khiến chất lượng âm thanh không còn như nguyên bản nữa. Để giảm thiểu hiện tượng này, AudioQuest đã dùng nhiều vật liệu khác nhau để làm chất kích điện. Đối với dây Vodka và Diamond, vật liệu này là polyethylene, được chế tác thành tấm foam để tạo túi khí, vì không khí không hấp thụ hay trả lại năng lượng từ dây dẫn, hiện tượng méo tín hiệu cũng giảm đi hẳn. Ngoài lớp cách điện thông thường, mẫu dây tín hiệu mạng AudioQuest Diamond còn được trang bị thêm hệ thống DBS. Hệ thống này tạo ra điện trường ổn định cho hệ thống dây dẫn để tạo nên đường truyền phi tuyến hơn. Pin của hệ thống này có thể kéo dài trong nhiều năm và được kiểm tra thông qua đèn LED để có thể thay pin khi cần thiết. Có thể nói lựa chọn dây AudioQuest, Vodka và Diamond cho kết nối mạng vẫn là một sự lựa chọn hàng đầu cho những người muốn có được đường truyền kết nối hoàn hảo. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của Audio Hà Nội TV.